Để chủ động phòng chống và khống chế dịch viêm da nổi cục trên châu bò lây lan ra diện rộng, căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa phương, Ủy ban thành phố đã có quyết định sử dụng vắc xin Vaccine Vắc xin được đánh giá sau tiêm phòng 28, 35 và 42 ngày đã có kháng thể virus viêm da nổi cục để tiêm phòng khẩn cấp cho đàn châu bò. Ban đầu đối tượng tiêm phòng ưu tiên châu bò tại phường Lương Sơn và phường Châu Sơn với 240 liều vắc phòng bệnh viêm da nổi cục, trong đó phường Lương Sơn là 200 liều, còn lại là phường Châu Sơn người dân được hỗ trợ 100% tiền vaccine. Ủy ban nhân dân thành phố giao cơ quan chuyên môn tiếp tục hướng dẫn đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh viêm da nổi cục theo quy định. Thường xuyên cử cán bộ phối hợp kiểm tra hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi, chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, vaccine và kịp thời cấp phát đầy đủ khi có đề nghị của địa phương chủ động đề xuất nhu cầu kinh phí mua vaccine và kinh phí triển khai tiêm phòng khẩn cấp vaccine viêm da nổi cục, điều chỉnh bổ sung kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố năm 2021, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.